Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Hồng hoang. Bắt đầu dung hợp hỗn độn ma thần, trọng sinh hỗn độn, dung hợp hỗn độn ma thần, trở thành luân hồi ma thần, ta đương phá vỡ hết thảy núi non trùng điệp, leo lên đại đạo đỉnh. Khi luân hồi trọng sinh hỗn độn một khắc kia, cái này hồng hoang, nhất định không giống với. Khi hỗn độn ma thần không có chết, ngược lại là đi tới trong hồng hoang, cái kia hồng quân, còn có thể như hậu thế giống nhau, trảm la hầu lấy thân hợp đạo sao? Nơi này là một thời đại đại hồng hoang hoàn toàn khác. Ngươi có quen xem ngàn thiên không một tử tiêu cung giảng đạo, vu yêu phong thần Tây Du hay không? Nơi này dẫn ngươi đi lĩnh hội hồng hoang không giống nhau. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Cảm tạ 147-16 đại lão 588 khen thưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio cầu hoa tươi cầu bình luận cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng một tia ủng hộ của ngươi chính là động lực vô cùng của ta quyển sách tiếp theo đặc sắc vô hạn cho ngươi nhìn thấy không giống nhau hồng hoang sau đó tình tiết nhiệt huyết nóng bỏng nạp vào hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người sách mới trong lúc chỉ có thể thông qua số liệu đi xem sách của mình đến cùng thế nào không nghĩ thái giám kính xin mọi người động động ngón tay, bái tạ, cầu ủng hộ, cầu ủng hộ, cầu ủng hộ. Thứ không không một chương bắt đầu dung hợp hỗn độn ma thần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sương mù mênh mông một mảnh, không có trời, không có đất, có chỉ là vô tận đạo ẩn tại lưu chuyển. Mỗi một lần cương phong chảy qua, từ hồ đều mang theo thời gian khí tức năm tháng dấu vết vận mệnh quỷ tích. Nơi này không có bất kỳ sinh linh khí tức tồn tại vô biên vô hạn nơi này chính là trong hậu thế người người đàm luận hỗn độn ở trong hỗn độn hết thảy đều là trống rỗng mà không biết lúc nào trong hỗn độn dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện vô số to lớn trứng bên trong dĩ nhiên bắt đầu có sinh linh khí tức xuất hiện ra trong đó lại có ba ngàn quả trứng so với bình thường to lớn ước chừng gấp đôi có thừa xa xa nhìn lại giống như viễn cổ tinh thần bình thường thập phần sáng chói. Trong ba ngàn quả trứng khổng lồ, đột nhiên, có một cái thật lớn, lắc lư một chút, một tia âm thanh nghi hoặc xuất hiện. Nơi này là nơi nào, ta không phải ở trong mã khí đại lục bị một vị đấu tôn cường giả truy sát sao? Sau đó, từng đoạn ký ức tràn vào, quả trứng khổng lồ một trận bình tĩnh, sau đó, bất kỷ niên trong thời gian, quả trứng khổng lồ này lần nữa xuất hiện động tác. Hỗn độn, luân hồi pháp tắc, nguyên lai, ta vậy mà bất tri bất giác trở thành trong hỗn độn luân hồi ma thần, chấp chưởng ba nghìn pháp tắc một trong luân hồi pháp tắc pháp tắc. Nam tử trong quả trứng khổng lồ, cũng chính là luân hồi ma thần cảm thán thổn thức nói. Nguyên lai, like, người này đến từ hậu thế, tại cái kia các loại trò chơi bay đầy trời trong thế giới, một cái tên là Mã Khí Đại Lục, trò chơi thịnh hành thế giới, hắn cũng mê mùi lên. Mã Khí Đại Lục, lấy ngựa làm tôn, chỉ cần ngựa của ngươi đủ nhanh, ai cũng đuổi không kịp ngươi. Mà hắn, thật vất vả bồi dưỡng ra một con ngựa vạn dặm, vừa vặn bị một gã đi ngang qua đấu đế cường giả nhìn thấy, muốn cướp đoạt, hắn đấu tôn cấp bậc tu vi, không thể nào là đấu đế đối thủ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có cưỡi ngựa chạy trốn. Đấu tôn phía trước, có dám xuống ngựa đánh một trận không? Vì đấu đế cường giả cưỡi hãng huyết bảo mã hét lớn, ở phía sau đuổi cùng không nở mà vạn lý mã làm mã khí đại lục đệ nhất đẳng tuấn mã, tốc độ vô song, đối phương căn bản đuổi không kịp hắn, ngược lại là bị càng quăng càng xa. Mà hăng hái hắn, muốn nhân cơ hội quay đầu trào phúng một phen, đột nhiên, óc tối sầm, mất đi tri giác, sau đó đi tới hỗn độn. Thôi, đã tới thì cứ yên tâm, từ nay về sau, ta chính là luân hồi ma thần luân hồi đạo tôn. Trước tiên tu hành, ta muốn chờ ngày sau thức tỉnh luân hồi yên lặng nói sau đó bắt đầu nghiên cứu hắn luân hồi pháp tắc luân hồi đại đạo trong hậu thế là sau khi hậu thổ hóa thân luân hồi mới xuất hiện một loại đại đạo trong hỗn độn luân hồi đại đạo cũng là thanh danh không hiện mặc dù không phải là một trong mười đại pháp tắc nhưng mức độ quỷ dị trong đó không hề thua kém mười đại pháp tắc hơn nữa luân hồi vẫn luôn tuân theo một điểm như vậy đó chính là cường đại không phải pháp tắc mà là bản thân người tu hành không phải mười đại pháp tắc thành tựu mười đại ma thần mà là mười đại ma thần thành tựu mười đại pháp tắc mà lúc này đây hắn luân hồi nếu sinh ra tự nhiên muốn vượt qua vạn cổ trường không làm cho người không cách nào ngăn cản bước chân của hắn ngay khi hắn chuẩn bị hạ quyết tâm đi ký đến thời điểm lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện siêu cấp ký đến hệ thống thức tỉnh kiểm tra đo lường được ký chủ đã dung hợp luân hồi pháp tắc thăng cấp luân hồi ma thần hiện tại trói định Nghe được thanh âm lạnh như băng này, Luân Hồi khẽ động, trong lòng quả thật kinh hỉ không thôi. Không ngờ lại mang theo ngón tay vàng sóng lại, thật là làm người ta kinh hỉ a, à, Luân Hồi cảm khái nói. Lúc này, hệ thống lạnh như băng thanh âm lần nữa truyền đến, để Luân Hồi tỉnh lại. Ký đến nhiệm vụ tuyên bố, ký đến địa điểm, trong hỗn độn, ký đến thời gian, chính vạn nguyên hội, ký đến sau khi hoàn thành thu được thần bí khen thưởng. Nghe được thanh âm này, Luân Hồi nhướng mày, sau đó không nói nhiều nữa, trực tiếp lựa chọn ký tên. Sau khi hạ lệnh ký tên, Luân hồi cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp lâm vào bế quan sâu sắc, một bên nghiên cứu Luân hồi đại đạo, một bên bắt đầu tu luyện của mình. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian chính vạn nguyên hội nhoáng lên một cái, hỗn độn chưa bao giờ kỷ niên, nhưng là trong lòng một tia cảm giác cũng là để cho Luân hồi rõ ràng nhận biết hiện tại đi qua bao nhiêu năm. Trong thời gian chính vạn nguyên hội, tu vi và cảm ngộ luân hội cũng từng bước tăng lên từ ngay từ đầu thành tiên đến thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên hổn nguyên kim tiên hổn nguyên đại la kim tiên hiện giờ hắn đã là một tồn tại cấp hổn nguyên một đường tu hành mà đến luân hồi phát hiện trong đại la kim tiên ở phương diện chiến lực còn phân rất nhiều đẳng cấp đại la kim tiên bình thường tiên vương tiên đế tiên tôn tuy rằng đều thuộc về Đại La Kim Tiên, nhưng chiến lực của bọn họ lại hoàn toàn bất đồng. Tiên vương bình thường, tiện tay nghiền ép Đại La Kim Tiên bình thường, mà tiên đế cũng như thế. Ba ngàn hỗn độn ma thần, thực lực siêu quần, là con trai của đại đạo, thiên phú vô hạn, đột phá cực kỳ tiên đế, hơi tu hành là có thể đi tới cấp bậc tiên tôn, mà hỗn độn tiểu ma thần bình thường, tu hành đến tiên đế cũng là cực kỳ dễ dàng, tu hành đến thiên tôn, nhưng là cần một ít thời gian tích lũy thứ 002 chương vui lấy được hỗn độn chí bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong hỗn nguyên kim tiên, cũng có phân chia mạnh yếu, hỗn nguyên kim tiên, chuẩn thánh, chuẩn thánh cửu trọng thiên, á thánh, sau đó mới là cảnh giới hỗn nguyên. Mà lúc này luân hồi, trải qua chín vạn nguyên hội sau đó, rốt cục đi tới hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, bởi vậy có thể thấy được, nội tình của hắn đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Mà hỗn nguyên kim tiên, ở trong hỗn độn bất quá là khởi điểm mà thôi sau đó còn có hỗn nguyên đạo chủ hỗn nguyên chí tôn hỗn độn đạo tôn các loại con đường tu hành một ngày này luân hồi ở trong hỗn độn bế quan tỉnh lại nhìn tu vi của mình lúc này hài lòng cười một tiếng ký đến hoàn thành ký đến địa điểm trong hỗn độn ký đến thời gian chín vạn nguyên hội đã hoàn thành đạt được khen thưởng thiên phú tăng cường vạn lần hỗn độn chí bảo đại đạo luân hồi bút hỗn độn chí bảo hỗn độn châu luyện tự quyết trong nháy mắt phía dưới phần thưởng của hệ thống luân hồi chỉ cảm thấy thần đài của mình một trận thanh minh rất nhiều đạo lý vốn không hiểu lắm trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại làm hỗn độn ma thần nhất là chấp chưởng luân hồi pháp tắc một trong ma thần luân hồi thiên phú bản thân chính là vô song nhất đứng đầu nhất cái kia hôm nay thiên phú tự động gia tăng vạn lần về sau luân hồi thậm chí có lòng tin ngay cả bàn cổ thiên phú cũng không có khả năng sẽ cao hơn hắn sau đó luân hồi lần thứ hai hướng hệ thống không gian xem xét chỉ thấy bên trong một chi toàn thân màu tím tản ra vô cùng đạo uẩn cùng đại đạo khí tức bút cùng một quả bản thân ẩn chứa một quả hỗn độn thế giới hạt châu đang ở trong đó đại đạo luân hồi bút hỗn độn chí bảo là hỗn độn thế giới kết quả vốn là luân hồi ma thần bàn sinh chí bảo nguyên là đỉnh cấp hỗn độn linh bảo bị hệ thống thăng cấp vì hỗn độn chí bảo Nội hàm 50 đạo hỗn độn cấm chế, công phòng nhất thể, có thể trấn áp khí vận, một bút một xuân thu, một bút một luân hồi, một bút một thế giới. Hỗn độn châu. Hỗn độn chí bảo, hỗn độn thế giới sản vật bị hệ thống tìm kiếm được, nội hàm 50 đạo hỗn độn cấm chế, bên trong phụ một loại nhỏ hỗn độn thế giới, hiệu quả vô song, có thể ngăn cách hết thảy thần thức phát hiện, có thể phá vỡ hỗn độn. Luyện tự quyết. Hệ thống sản phẩm tất thuộc tinh phẩm, luyện tự quyết, có thể luyện tất cả, luyện khí, luyện đan, luyện trận, ám hợp tất cả. Luân hồi trong đôi mắt, tràn đầy kinh hỷ, không thể tưởng được, hắn vậy mà có được hai kiện hỗn độn chí bảo đến bạn sinh, điều này làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Có chí bảo này, cho dù là cùng bàn cổ gặp nhau, bản tôn cũng có lực đánh một trận. Trong mắt luân hồi, lộ vẻ thần quan vô tận, ánh sáng hoành xung xuyên qua bát phương sau khi làm xong hết thảy luân hồi bắt đầu luyện hóa hỗn độn chí bảo thời gian sâu kín một ngày này lại là một vạn nguyên sẽ hiện lên luân hồi mở hai tròng mắt của mình ra lộ ra một tia kích động hỗn độn chí bảo đại đạo luân hồi bút hỗn độn châu hôm nay đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa mà tu vi của hắn cũng là thăng cấp đến hỗn nguyên đạo chủ sơ kỳ cũng đến phá vỡ trứng lớn thời điểm bởi vì có vạn lần thiên phú gia tăng hắn so với ba ngàn ma thần còn muốn nhanh chóng thăng cấp đến hỗn nguyên đạo chủ nếu là hắn cảm giác không sai lúc này ba ngàn ma thần tu vi đa số đều còn ở nửa bước hỗn nguyên đạo chủ khoảng cách phá trứng mà ra còn cần mấy cái nguyên hội thời gian nhưng luân hồi vì đột phá trước nên không cần chờ đợi một ngày này trong hỗn độn đột nhiên nhấc lên một trận cương phong thật lớn vô tận khí lưu trùng cái kia hỗn độn không biết bao nhiêu oanh động đại đạo chi âm tại hỗn độn lưu chuyển hoành xuất bất kể mà ở liên tiếp hỗn độn bảo táp sau đó vô tận hỗn độn bên trong một cái dáng người thon dài khuôn mặt tuấn giật mày kiếm tinh mục dưới hoàng mỹ ngũ quan làm người ta hít thở không thông nhất phái tiên khí gia thân khí thế bộc phát ra làm cho người ta không khỏi hướng tới không thôi người này chính là luân hồi hắn rốt cục là hóa hình mà ra luân hồi ở trong hỗn độn nhàn nhạt cười một tia hài lòng xuất hiện ở khóe miệng ở trên không của hắn nổi lơ lửng đại đạo luân hồi bút cùng hỗn độn châu, bọn họ phân biệt hóa thành một đạo lưu quan, đi vào mi tâm của hắn. Ký đến nhiệm vụ khởi xướng, mời ký chủ đi tới hỗn độn thanh liên sinh ra nơi ký đến, ký đến sau khi hoàn thành có thể đạt được khen thưởng. Luân hồi trong lòng khẽ động, thật không ngờ, hệ thống sẽ cho hắn một nhiệm vụ như vậy, bất quá phần thưởng của hệ thống này vô cùng có lực, điều này làm cho hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về nơi bàn cổ sinh ra mà đi ba ngàn ma thần còn chưa hóa hình, bọn họ vẫn có thể cảm ứng ra sự tồn tại của nhau, bất quá loại cảm ngộ này, theo mọi người hóa hình mà ra, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Luân hồi chân đạp hư không, bắt đầu hướng về nơi mình ấn tượng mà đi. Thời gian sâu kín rồi biến mất, trăm vạn năm chỉ trong nháy mắt. Luân hồi thân thể không ngừng xuyên qua, bước chân dẫm đạp trời cao, cuối cùng, đi tới hỗn độn trung tâm chỗ. Nơi đó, một quả trứng khổng lồ thân hình ba ngàn vạn trượng đứng ngạo nghễ bốn phía chiếm cứ một đóa thanh liên một búa một ngọc điệp luân hồi xa xa nhìn lại cảm giác được tuy rằng bàn cổ tu vi chỉ có nửa bước đạo chủ chưa hóa hình nhưng là đối phương chiến lực vậy mà cho hắn một loại không kém hắn cảm giác điều này làm cho hắn cảnh giác không thôi muốn hắn không muốn bị bàn cổ phát hiện sự tồn tại của hắn bởi vì bàn cổ trên người mang theo quá nhiều thần bí cùng bí mật nghĩ tới công hiệu của hỗn độn châu, luân hồi trong lòng khẽ động, toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan, tiến vào hỗn độn châu, sau đó, lại thu liễm khí tức hỗn độn châu, mới khống chế hỗn độn châu chậm rãi đi tới bên cạnh hỗn độn thanh liên. Thứ 003 chương hỗn độn ma thần nhau nhau hiện thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ký đến thành công, bắt đầu tính giờ, thời gian vì 10 vạn năm chỉnh. 10 vạn năm, không tính là bao lâu luân hồi bắt đầu tu luyện trong hỗn độn châu tùy ý thời gian trôi qua hỗn độn chưa bao giờ tính năm thời gian ở trong hỗn độn tựa hồ là thứ vô dụng nhất mười vạn năm thời gian nhoáng một cái rồi biến mất một ngày này luân hồi tại hỗn độn châu bên trong tu hành tỉnh lại mở ra hai tròng mắt ký đến hoàn thành ký chủ thu được khen thưởng cực phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn đỉnh hỗn độn thanh liên tuổi thơ hạt sen một quả nghe được thanh âm này Luân hồi trong lòng cũng là vui mừng, hỗn độn đỉnh, cực phẩm hỗn độn linh bảo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nghe đồn, hậu thế bên trong, càng không đỉnh, thần nông đỉnh, chính là hỗn độn đỉnh nghiền nát sau đó hình thành sản phẩm, cũng có nghe đồn, kỳ thật là hỗn độn thanh liên nghiền nát sau đó hình thành. Dù sao mặc kệ nói thế nào, chí bảo hỗn độn đỉnh này rơi vào trong tay hắn. Tay cầm hỗn độn đỉnh, luân hồi nhìn về một món chí bảo khác trong không gian hệ thống hỗn độn thanh liên thời thơ ấu hạt sen một quả. Sau khi nở rộ, nở hoa 36 phẩm, là cực phẩm hỗn độn linh bảo, hiệu quả có hỗn độn thanh liên một nửa, công hiệu vô song. Nhìn đến đây, luân hồi không khỏi vui mừng quá đổi. Đồ chơi này, có thể so với hậu thế cái gì tứ đại liên đại lợi hại hơn nhiều, đừng nhìn chỉ có hỗn độn thanh liên một nửa công hiệu, nhưng là cực phẩm hỗn độn linh bảo đẳng cấp, đã nói rõ hết thảy thu thập xong nhiều chí bảo như vậy về sau, luân hồi khống chế hỗn độn châu, hướng phương xa rời đi, đối với hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp, hắn là nhìn cũng chưa từng liếc mắt một cái, những thứ này, hắn còn không có gan đi đụng vào. Sau khi luân hồi rời đi, trong hỗn độn, đột nhiên, một khí thế mênh mông vĩ ngạn như núi không ngừng bộc phát ra, vô lượng khí lưu hoành trùng thiên hạ, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, một người khổng lồ từ trong trứng khổng lồ phá không mà ra, đứng ngạo nghễ ở trên hỗn độn. Hắn thở ra gió trực tiếp hóa thành từng đạo cương phong, ở trong hỗn độn để hư không đều một trận nổ tung, thập phần khủng bố. Người khổng lồ cầm cự phủ trong tay, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, chân đạp hỗn độn thanh liên, đối với bốn phương quét ngang liếc mắt một cái, trực tiếp bộc phát ra tự thân khí thế, giống chúng sinh tuyên cáo hắn sinh ra. Ta mệnh. Bàn cổ hiệu Nguyên Thủy Thiên Vương, chưởng lực chi pháp tắc. Thanh âm khủng bố xuyên qua trời cao, quét ngang qua, khiến người ta hít thở không thông. Bàn cổ sinh ra, để cho cái kia toàn bộ hỗn độn đều rung rẩy, mặc dù là cách hắn không biết bao xa luân hồi, đều cảm nhận được cổ khí tức này lực lượng. Mà ở bàn cổ sinh ra không bao lâu sau, sau đó mười vạn năm bên trong, liên tiếp thanh âm khủng bố bộc phát ra. Ta tên Canh giờ, Canh giờ đạo tôn chưởng thời gian pháp tắc ta tên nhướng mày hào không gian đạo tôn chưởng không gian pháp tắc ngô danh la hầu hiệu vạn ma chi tổ chưởng ma đạo pháp tắc ta tên thanh thiên hiệu thanh thiên đạo chủ chưởng hủy diệt pháp tắc ta tên vận mệnh hào vận mệnh lão tổ chưởng vận mệnh pháp tắc ta tên ma viên hào chiến thần chí tôn chưởng pháp tắc chiến đấu ta tên âm dương hiệu âm dương lão tổ chưởng âm dương pháp tắc ta tên thôn thiên hào thôn thiên thánh tổ chưởng thôn phệ pháp tắc ta tên ngũ hành hào ngũ hành lão tổ chưởng ngũ hành pháp tắc liên tiếp cái này mười đạo thanh âm nháy mắt vang vọng hỗn độn để trong hỗn độn sinh linh tâm thần đều không ngừng rung động mà mười đạo thanh âm này cũng được ba ngàn ma thần khác còn có vô số tiểu ma thần cùng tôn là hỗn độn thập đại ma thần cũng là nhóm tồn tại mạnh nhất mà trước hết hóa hình mà ra luân hồi sau khi nghe được tin tức này chưa từng nhiều lời ngược lại là khẽ mỉm cười theo tu vi ngày càng tăng lên hắn đối với hỗn độn hết thảy đều trở nên đặc biệt cảnh giác thời gian không ngừng lưu chuyển lại là không biết bao nhiêu cái nguyên hội thời gian trôi qua trong hỗn độn một đám lớn nhỏ ma thần cũng là toàn bộ hóa hình mà ra dần dần tranh đấu cũng bắt đầu theo. Mà có tranh đấu về sau, mọi người cũng là biết đoàn kết, từng cái lớn nhỏ thế lực cũng là ở trong hỗn độn thành lập lên. Luân hồi trước sau như một ẩn tích ở trong hỗn độn, từ 10 đại ma thần cho tới một đám tiểu ma thần, không một ai biết, có một vị lão tổ chấp trưởng pháp tắc luân hồi này, tu vi lúc này đã áp đảo mọi người. Lúc này luân hồi, một thân tu vi, đã đi tới nửa bước hỗn nguyên chí tôn trình độ, thực lực khủng bố làm người ta sợ hãi không thôi. Hỗn nguyên chí tôn, mặc dù là ở trong hỗn độn, có thể đạt tới cấp bậc này cường giả, phỏng chừng cũng liền mười đại ma thần. Lúc này, một thân luân hồi pháp tắc, cũng là kéo lên tới cực hạn. Vạn vật có linh, hết thảy, đều nhập luân hồi, chỉ cần ngươi là sinh linh, có sinh khí, vậy ngươi có thể nhập luân hồi. Hắn hóa đại tự tại, hắn hóa vô hạn luân hồi, mà trong luân hồi, hết thảy, đều là hắn luân hồi đạo tôn định đoạt một ngày này luân hồi đột nhiên trong lòng có cảm giác chân đạp trời cao ở trong hỗn độn không ngừng xuyên qua hướng về một chỗ địa giới mà đi nơi đó hỗn độn cương phong lóe ra hỗn độn tứ khí phân chia vô tận quan huy không ngừng bộc phát luân hồi cuối cùng đi tới một chỗ do hỗn độn ngoan thạch tạo thành loạn thạch phế tích bên trong nơi nào từng đạo kinh khủng kiếm khí đang không ngừng lóe lên vô tận kiếm quan bộc phát đấu đá lung tung. Tăng thêm quy tắc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sách mới mới sáng lập, cần mọi người hết sức ủng hộ, mỗi ngày canh 4, thêm càng quy tắc như sau. 2.000 hoa tươi thêm canh 1, 500 phiếu đánh giá thêm canh 1, tính tổng cộng 5 lần khen thưởng thêm canh 1, tính tổng cộng 50 bình luận thêm canh 1. Nếu đã viết, cũng không muốn thái giám, cho nên, kính xin mọi người giúp đỡ. Cầu ủng hộ cầu ủng hộ cầu ủng hộ chỉ cần số liệu có lực các loại bạo can không thành vấn đề mọi người ủng hộ chính là động lực vô hạn của tôi bái tạ cầu các loại khen thưởng cầu bình luận cầu phiếu đánh giá cầu hoa tươi các loại cầu chỉ cần mọi người ủng hộ có lực thêm càng cái gì đều là chuyện nhỏ mọi người nhẹ nhàng động ngón tay chính là tác giả mã tự trên đường vô hạn động lực cầu duy trì quỳ tạ mọi người thứ 004 chương luân hồi lần đầu ra tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hả? Kiếm phôi. Đôi mắt luân hồi xuyên qua tinh hà, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong là kiếm quan phát ra từ một đạo kiếm phôi. Tốt một đạo kiếm phôi, nếu là để mặt nó tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí tiến hóa, ngày sau, sẽ có tiến hóa thành cực phẩm hỗn độn chí bảo khả năng. Nghĩ tới đây, khóe miệng luân hồi lộ ra một tia cười nhạt, sau đó trực tiếp lựa chọn ra tay. Hắn tay cầm hư không, chân đạp chân không khu vực, một tay hướng cái kia loạn thế phế tích dò xét, trong nháy mắt, vô số khí lưu tại lòng bàn tay của hắn xẹt qua, luân hồi pháp tắc không ngừng bộc phát, chỗ đi qua, hết thảy khí lưu đều phải trực tiếp cho hắn nhường đường. Cự trưởng tản ra vô cùng khí tức, trong nháy mắt chìm vào loạn thế phế tích bên trong, sau một khắc, trực tiếp mang theo một thanh kiếm phôi phóng lên trời, rơi vào trong tay của hắn tay cầm trường kiếm luân hồi lộ ra vẻ hài lòng tươi cười thứ tốt chí bảo bực này hợp nên là bận đạo sở hữu nói xong câu đó về sau luân hồi chân đạp hư không liền muốn rời đi nhưng mà hắn có chút coi là đương nhiên sau một khắc vô tận hỗn độn loạn lưu hiện ra nương theo là một đạo thanh âm khủng bố ma thần phía trước lưu lại chí bảo nhanh chóng rời đi một đạo thanh âm giống như tiếng sấm vang lên ngay sau đó, hư không hỗn độn đều mở rộng vào giờ khắc này, sau đó, mấy hỗn độn ma thần tản mát ra cấp bậc Hỗn Nguyên Đạo chủ hiện thân ra, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Luân Hồi thấy vậy, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn người tới, hắn đã hiểu rõ thân phận của mấy người. Trên người một người tản ra hỏa diễm khí tức, nhưng là cũng không thuần túy, không phải hỏa chi ma thần, mà là hỏa diễm ma thần, bởi vì trên người của hắn có diễm khí tức, thập phần mãnh liệt trên người tản mát ra thông tử sắc hỏa diễm, tự hồ muốn đem hết thảy đều cho thiêu đốt. Còn có một người, thân thể tản ra vô cùng ác ma lực, nhất cử nhất động bên trong, tràn đầy ác ma pháp tắc tại bắt đầu khởi động. Ở phía sau bọn họ, còn có mấy chục vị ma thần loại nhỏ, đối với bọn họ, luân hồi tự nhiên là không đáng kể, là tồn tại tu vi đệ nhất trong ba ngàn ma thần, hắn tự nhiên chướng mắt ma thần loại nhỏ. Hỏa diễm ma thần, vạn ác ma thần một trong ba ngàn ma thần, ở trong hỗn độn, cũng là tồn tại thanh danh hiển hách. Luân hồi nhìn những người này, đồng thời cũng nhìn thấy luân hồi, nhất thời nhướng mày. Một thân thuần túy luân hồi pháp tắc, không có chút tạp chất, đối phương luân hồi ma thần thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần nhau, nhau nhau nhíu mày không thôi, một tia ghen tị đã xuất hiện, bọn họ cũng không phải thuần túy pháp tắc ma thần, đối với luân hồi thuần túy pháp tắc ma thần, trời sinh chính là chán ghét không thôi. Nhưng thân phận của luân hồi vẫn khiến bọn họ hết sức kiên kỵ, tuy luân hồi ma thần chưa từng hiện thân trong hỗn độn, nhưng mọi người vẫn kiên kỵ không thôi. Lúc này, luân hồi cau mày, vẻ mặt lạnh ý nhìn mấy người này. Các ngươi, gọi bản tôn lại, cái gọi là chuyện gì? Vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần liếc nhau, nhau nhau hiện lên một tia kiên nghị, sau đó, hỏa diễm ma thần nói thẳng để luân hồi đạo tôn đạo huynh biết được, kiếm phôi này, sớm đã bị tinh thần ma thần của tinh thần ma cung ta coi trọng, kính xin luân hồi đạo tôn chớ làm khó chúng ta. Bọn họ kiên kỵ luân hồi, tự nhiên trực tiếp khiên tinh thần ma thần ra. Là một trong ma thần thuần túy pháp tắc, tinh thần ma thần ở trong hỗn độn, cũng là tồn tại sau 10 đại ma thần, mỗi một kích quy, đều ẩn chứa vô số tinh thần lực, là tồn tại đủ để đánh vỡ hỗn độn. Mà tinh thần ma cung, cũng là thế lực đứng đầu trong hỗn độn tinh thần lão tổ tu vi nghe nói nửa bước hỗn nguyên đạo chủ cùng mười đại ma thần không phân cao thấp cho nên bọn họ đối mặt luân hồi thời điểm cũng không có cỡ nào sợ hãi đầu tiên bọn hắn không biết luân hồi thực lực theo bọn hắn xem ra luân hồi sở dĩ không có khai sáng thế lực kỳ thực là tu vi không đủ khống chế không được ma thần khác mà thôi nghe được bọn họ nói chuyện về sau luân hồi thần sắc nhất thời âm trầm xuống vẻ mặt lo lắng nhìn hai người các ngươi muốn bản tôn trong tay kiếm phôi luân hồi giận dữ bốn phương từng mảnh hư không hơi bị nổ tung vô số cương phong không ngừng vũ động thập phần mãnh liệt cho dù là hỏa diễm ma thần và vạn ác ma thần cũng thay đổi sắc mặt nhưng bọn họ vẫn cắn răng nói nhiên giả kính xin luân hồi đạo tôn chớ làm khó chúng ta lời vừa nói ra luân hồi không nhiều lời nữa hắn tuy rằng không gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn không có tính tình sau khi nghe được mấy người nói luân hồi không bao giờ nói nhảm nữa một tay chấp chưởng thanh minh nắm chặt hữu quyền lực đạo vô cùng vào giờ khắc này bộc phát ra lấy một đại pháp lực vô thượng bộc phát trực tiếp oanh kích về phía hai người bùng trong lúc nhất thời hư không rạn nứt vô số cương phong không ngừng vũ động nơi trường quyền đi qua tản mát ra từng đạo tiếng oanh lôi làm cho người ta sợ hãi không thôi vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần nhất thời biến sắc một quyền này lại để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức trong nháy mắt bọn họ liền rõ ràng luân hồi ma thần thực lực xa không phải bọn họ có thể chống lại trừ phi phía sau bọn họ tinh thần ma thần ra tay lúc này luân hồi sát chiêu đã đến hai người không nhiều lời nữa trực tiếp tế ra hỗn độn linh bảo của mình bộc phát ra một chiêu cường đại nhất ý đồ đi ngăn cản luân hồi cường thế một kích thứ 005 chương các ngươi cũng xứng xưng ta là đạo huynh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vạn ác hướng thiên. Vạn ác ma thần đầu gốc dữ tận, vô số tức giận trong nháy mắt bộc phát ra, một cổ tiếp theo một cổ khí tức khủng bố bộc phát, quấy nhiễu hỗn độn không được an bình. Hỏa thiêu hỗn độn. Hỏa diễm ma thần cũng liều mạng, lực đạo vô tận không ngừng bộc phát, đè bẹp tất cả, cả người cũng gào thét theo. Trong lúc nhất thời, vô số người ma thần chi diễm không ngừng bộc phát đấu đá lung tung chế bá hết thảy ở phía sau hai người một đám tiểu ma thần đã sớm sợ hãi đều tự hướng phương xa hỗn độn loạn lưu mà đi nhưng mà mặc cho hai người bộc phát ra thực lực khủng bố như thế nào luân hồi vẫn thoải mái như vậy lạnh nhạt thoải mái khí định thần du một quyền hạ xuống đánh nát hư không ken 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 liên tiếp hư không nghiền nát âm thanh xuất hiện làm cho người ta sợ hãi không thôi. Cuối cùng, luân hồi một quyền, cường thế đánh giết ở hai người khủng bố sát chiêu phía trên. Hỗn động một trận bạo động, hư không từng trận khai minh, vô tận tiếng sấm sét không ngừng xuất hiện, hỗn động loạn lưu bắt đầu ở thời khắc này sinh ra bạo loạn. Sau một khắc, vô tận khí tức tại hư không không ngừng chấn động, một đạo mênh mông vô cương cái thế quyền uy tại hư không lóe ra, hấp dẫn vô số ma thần chú ý. Ba động chiến đấu thật cường đại, là ai? t lại có thể sinh ra lực phá hoại lớn như vậy, tất nhiên là ba ngàn ma thần không thể nghi ngờ. Mau đi xem một chút. Từng đạo thần thức chi âm lưu chuyển trong hư không, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về luân hồi nơi này mà đến. Khi bọn họ nhìn thấy vạn ác ma thần và hỏa diễm ma thần, trong mắt đều hiện lên một đạo cảm giác trung động nồng đậm, hiển nhiên, bọn họ đối với hai người vẫn là thập phần rõ ràng. Sau một khắc, thần sắc bọn họ đều là đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ cảm nhận được, một cổ mênh mông vô cương khủng bố khí diễm bộc phát ra, sau một khắc, vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần đều ở trong nháy mắt, thân thể rút lui vô số dặm, một ngụm khí huyết không tự giác phun ra. Giờ khắc này, bọn họ nhao nhao rung động đến, trong đôi mắt vô hạn u quan đang bộc phát, một tia rung động không ngừng lóe ra không ngờ dùng uy lực một quyền đánh bị thương vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần cầm trong tay chí bảo bạn sinh đối phương là ai lại khủng bố như thế thật cường thế tồn tại a à? di ta vậy mà ngửi được một tia thuần túy pháp tắc khí tức đối phương là thuần túy pháp tắc ma thần một trong vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần cũng dám trêu chọc cho dù là tinh thần lão tổ phía sau hắn cũng khó có thể ngăn cản đi luân hồi chi khí thật nồng đậm đối phương là luân hồi đạo tôn không ngờ hắn lại hiện thân làm hỗn độn bên trong thần bí nhất tồn tại luân hồi đạo tôn rốt cục là hiển lộ ra tung tích sao mà lúc này vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần bị luân hồi một kích làm trọng thương trong nháy mắt biến sắc vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trước trong thần sắc tràn đầy rung động vô tận lúc này bọn họ mới biết được thực lực luân hồi rốt cuộc khủng bố cỡ nào hiện tại các ngươi còn muốn kiếm phôi của cực phẩm hỗn độn linh bảo này không Luân hồi đứng ngạo nghễ trong hư không, đôi mắt giống như tinh hải, nhìn xuống hai người, tiểu ma thần hai người mang tới, đã sớm bị hắn một kích chi uy tạo thành dư ba cho đánh chết. Nói xong lời này, luân hồi không nhiều lời nữa, trên mặt tuấn giật, tràn đầy lạnh như băng vô tình, sau một khắc, hắn ngạo thị nhô lên cao, nhìn xuống thiên nguyên, không đợi hai người giải thích không nói hai lời, một chỉ điểm ra, khí tức vô tận trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra từng đạo u quan khủng bố nổ tung trong hư không uy lực luân hồi nhất chỉ trực tiếp phá vỡ hư không trấn áp hai người trong nháy mắt vô số hỗn độn cương phong đang lưu chuyển luân hồi nhất chỉ lực khủng bố như vậy vạn ác ma thần cùng hỏa diễm ma thần đã sớm biến sắc hướng về phía luân hồi cầu xin tha thứ luân hồi đạo huynh mau dừng tay chúng ta liền thối lui kính xin luân hồi đạo huynh nể mặt tinh thần lão tổ thả chúng ta một con đường sống Nói xong lời này, hai người không ngừng nhanh chóng tế ra chí bảo bổn mạng của mình, tản mát ra từng đạo lực phòng ngự, ý đồ đi ngăn cản một kích cường thế đến từ Luân Hồi. Luân Hồi đứng ngạo nghễ tại chỗ, nghe vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia châm chọc. Các ngươi cũng xứng xưng bản tôn là đạo huynh. Trong lời nói, khinh thường biết bao, đây mới là ngạo khí chân chính của Luân Hồi hắn, không có bá đạo cùng bể nghệ cỡ nào, có, chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra vẻ cao quý chân chính. Đừng nói ngôi sao, hắn luân hồi nếu xuất thủ, mặc dù là 10 đại ma thần đến, cũng không có khả năng để cho hắn nhượng bộ, cùng lắm thì chính là chiến một hồi mà thôi, lấy thực lực của hắn, sợ gì người khác. Sau một khắc, cự chỉ đuổi phá hư không, hướng về phía hai người trấn áp mà đến, nơi đi qua, hỗn động tứ khí không ngừng lưu chuyển, địa thủy hỏa phong ở hư không lan tràn, làm cho người ta một cổ cảm giác hít thở không thông. Sau đó, cự chỉ lấy một cái vô thượng đại pháp lực không ngừng bộc phát, cường thế oanh kích ở trên thân thể hai người. Bùng. Trong nháy mắt, hỗn độn một trận nổ tung, một cái thật lớn hỗn độn chi khí bộc phát về sau, một cổ uy nghiêm khủng bố khí diễm ở không ngừng bắt đầu khởi động, sau một khắc, cường thế rơi vào hai người trên thân thể. Phốc suy. Hai người đồng thời lùi lại mấy ngàn vạn dặm, một ngụm máu khổng lồ rơi dài trên không, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Vô số người sợ hãi không thôi nhao nhao sợ hãi nhìn luân hồi, trong lòng cũng là không ngừng kinh hô lên. Cái này, chính là thuần túy pháp tắc ma thần chân thật thực lực sao? Quả nhiên khủng bố. Thứ 006 chương ngươi có tư cách gì để bản tôn kiên kỵ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một ngón tay thấy hiệu quả, luân hồi thân thể cực độ trằn trọc, trong nháy mắt, chân nhảy qua hư không, xuất hiện ở hai người trên không, từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nhìn hai người lạnh lùng trên mặt không có chút biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Diệt. Nói xong lời này, hắn không ngừng bộc phát, một tay kéo hư không, phản phất như dơ lên ngôi sao, một cái vô thượng đại pháp lực, hướng về hai người trực tiếp cường thế trấn áp mà đến. Hỗn độn loạn lưu không ngừng bộc phát, một cổ pháp tắc luân hồi tràn ngập tại chỗ, uy thế mênh mông làm người ta hít thở không thông. Bàn tay to hoành ra mà rơi, hóa thành vô số dặm, che khuất bầu trời, vô thượng nghị lực hoành không mà rơi cường thế hướng về hai người nghiện ép mà đến lúc này vạn ác ma thần và hỏa diễm ma thần đã sớm không còn sức chiến đấu trong nháy mắt biến sắc một kích này khiến bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong hai người rốt cuộc bất chấp cái gọi là tôn nghiêm trực tiếp sợ hãi rống to lên tinh thần lão tổ cứu ta một tiếng kinh hô vang vọng hỗn độn là bực nào tê tâm liệt phế là bực nào khàn cả giọng cùng với cái kia một tia đối sinh khát vọng. Ngay khi luân hồi muốn tiện tay chém giết hai ma thần, lúc này, một cổ khí tức khủng bố vô biên, mang theo vô tận tinh thần lực cường thế hàng lâm xuống, hoành xung bát phương, vô biên vô hạn. Người phương nào, dám can đảm thương tổn người của tinh thần ma cung ta? Một thanh âm hơi già nua, nhưng trung khí mười phần xuất hiện, sau một khắc, một vị lão giả tóc bạc đồng nhang, tiên phong đạo cốt phủ xuống giữa vạn ác ma thần và hỏa diệm ma thần, lạnh lùng nhìn về phía trước khi nhìn thấy một chữ nhìn như bình thản của luân hồi trong mắt tinh quang chợt lóe nhị hồ không nói một quyền vung ra bùm hỗn độn một trận bạo loạn oanh động không thôi vô số người sợ hãi biến sắc sau một khắc vô số người rung động trong đôi mắt tinh thần lão tổ một quyền vung ra sau đó vô cực hỗn độn khí lưu tại tập kết sau đó một ngôi sao khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tản ra khí tức thái cổ khủng bố hướng về luân hồi cường thế trấn áp mà đến, vô tận khí diễm không ngừng bộc phát, thập phần cường hãn. Một quyền hóa tinh thần, đây, chính là chiêu bài sát chiêu của tinh thần lão tổ, chiêu này vừa ra, trong hỗn độn, có thể tiếp được chiêu này, lát đác không có mấy. Một quyền uy đánh nát tinh hà, dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người, sát chiêu khủng bố của tinh thần lão tổ cường thế đánh nát cự trưởng luân hồi, sau đó, tinh thần lão tổ vẻ mặt ngạo nghễ nhìn luân hồi. Luân hồi thấy vậy, thần sắc vẫn đạm mạc như cũ, đối với tinh thần lão tổ có thể một quyền đánh nát sát chiêu của hắn, hắn không chút kinh hãi dù sao, đối phương cũng là nửa bước hỗn nguyên đạo chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vì hắn biết rõ, sát chiêu khổng lồ này của hắn, có thể đối phó với ba ngàn ma thần bình thường, nhưng đối phó với tinh thần lão tổ bực này, chỉ đứng sau mười tồn tại ma thần đỉnh cấp, còn kém hỏa hầu rất lớn. Mà lúc này, tinh thần cảm thụ được luân hồi một thân luân hồi khí tức rốt cục cũng là nhận ra đối phương thân phận thì ra là ngươi luân hồi ma thần ngươi nếu biết bọn họ là người của lão tổ còn dám ra tay lúc này hắn đã biết được nơi này phát sinh hết thảy trong nháy mắt suy nghĩ của hắn liền hiện lên vô số ý nghĩ cực phẩm hỗn độn linh bảo kiếm phôi nếu là hắn có thể đạt được đối với thực lực của hắn khẳng định là có một cái cực lớn tăng lên đến lúc đó Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Thập Đại Ma Thần, nhưng cũng có thể làm được, trừ Thập Đại Ma Thần ra, tồn tại bất bại kia. Cho nên một khắc kia, hắn trực tiếp liền quyết định, Cực Phẩm Hỗn Độn Linh Bảo Kiếm Phôi, hắn tình thế bắt buộc, cho nên hắn mở miệng chính là cường thế như vậy. Nhưng mà, cái hắn gọi là cường ngạnh rơi vào trong mắt Luân Hồi, lại không thú vị như vậy. Luân Hồi vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Ánh mắt này khiến tinh thần lão tổ hết sức khó chịu. Bởi vì hắn cảm giác được, tự hồ ở luân hồi trong mắt, hắn tinh thần ma thần cùng vạn ác ma thần còn có hỏa diễm ma thần không có gì khác nhau. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Tuy vạn ác ma thần và hỏa diễm ma thần là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn để mắt tới hai người này. Nhưng khi mình bị luân hồi quy nạp thành hai người này, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền không tốt nhưng mà, không đợi hắn nói, thanh âm luân hồi lại truyền đến. Ngươi có tư cách gì để bổn tôn kiên kỵ? Thanh âm luân hồi vẫn lạnh nhạt cổ xưa, không mang theo một tia tình cảm. Lời vừa nói ra, trong hỗn độn, đều là một mảnh yên tĩnh, sau đó, vô số người vẽ mặt kinh hãi nhìn luân hồi, không thể tưởng được, luân hồi đạo tôn lại cuồng vọng như thế, ở trước mặt cường giả cùng cấp bậc, vẫn là như vậy đạm mạc thương sinh. Mà tinh thần lão tổ lúc này, cũng là tức đến ngay cả phổi đều muốn nổ, tung hoành hỗn độn vô số năm, đây là hắn lần đầu tiên phẫn nộ như thế. Bao nhiêu năm tháng thời gian, vậy mà có người như thế xem thường hắn, điều này làm cho hắn làm sao chịu đựng được. Hỗn độn ma thần vốn tính cách táo bạo, ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, trừ phi so với bọn họ càng thêm mãnh liệt khủng bố tồn tại, nếu không, đồng cấp khác tồn tại, muốn cho bọn họ cúi đầu khả năng, cơ hồ là không. Chớ nói chi là, tinh thần ma thần thực lực, vốn là đứng ở hỗn độn đỉnh phong tồn tại. Thứ 007 chương ngươi thì tính là cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đồ hỗn trướng, một cái chỉ xứng ở trong hỗn độn giấu đầu lộ đuôi, không hiển thanh minh hạng người, cũng xứng vũ nhục lão tổ. Tinh thần ma thần khí thế hoành xuất, sợi tóc bay múa, trên thân thể vĩ ngạn bộc phát ra từng đạo lệ mang khủng bố, hướng luân hồi đánh tới. Một quyền vung ra, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn thái cổ tinh thần phá vỡ hỗn độn chi thế quét ngang hư không nhắm thẳng luân hồi trấn áp ngươi một chiêu là đủ nương theo thanh âm vô cùng tự tin của tinh thần lão tổ thái cổ tinh thần phá hư không trấn áp luân hồi bốn phía trong thời đại cường giả xuất hiện lớp lớp này vô số ba ngàn ma thần các loại tiểu ma thần đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có một tia thần sắc chấn động lóe ra thật không hổ là tinh thần ma thần trong từng chiêu từng thức đều là tinh thần diễn hóa thực lực khủng bố như thế khó trách dám ngạo thì quân hung tinh thần ma cung có thể sừng sững tại hỗn độn trở thành không thua kém mười đại ma thần sáng tạo thế lực là có đạo lý chỉ bằng tinh thần ma thần thực lực cũng đủ để nói rõ hết thảy không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn bộc phát ra không sai xem ra lần này luân hồi đạo tôn sợ là gặp tai ương rồi luân hồi ma thần luôn luôn thần bí chưa từng sáng tạo thế lực lại chưa từng hiện thân trong hỗn độn nghĩ đến thực lực hẳn là có chút bình thường bại ở trong tay tinh thần ma thần chỉ sợ là vấn đề thời gian a đợi đến trận chiến này qua đi bản ma thần muốn gia nhập tinh thần ma cung tìm kiếm hình thành lão tổ phù hộ một vị tiểu ma thần thực lực có chút cường đại lúc này mở miệng trong nháy mắt hấp dẫn người khác hưởng ứng không sai cùng đi tin tưởng có tinh thần ma thần phù hộ cho dù là mười đại ma thần thế lực người, cũng không dám coi thường ta chờ. Mọi người nhao nhao nói, dần dần, vậy mà chiếm được mấy trăm tên ma thần hưởng ứng, mặc dù là có mấy cái ba ngàn ma thần, tự hồ đều tại giờ khắc này có chút động tâm ý tứ. Về phần luân hồi, tự hồ đã bị người quên lãng, ở trong lòng bọn họ, luân hồi không thể nào là đối thủ của tinh thần lão tổ cường thế bá đạo như vậy. Nhưng mà, vào lúc này, trên bầu trời hỗn độn, ngạo thị bát phương, đạm mạc thương sinh luân hồi trong mắt, xuất hiện một đạo lệ mang, khúc xạ hỗn độn, ánh mắt từ trong mắt lóe ra, trong nháy mắt cắt phá từng đạo chân không khu vực. Nhìn ngôi sao thái cổ ngang trời mà đến, mang theo vô thượng tinh thần chi lực, luân hồi không nói hai lời, tay cầm trường quyền, khí thế bộc phát, quần áo bay múa, sau một khắc, nắm tay nắm chặt, vô biên vĩ ngạn chi lực bộc phát ra, một kích đập về phía ngôi sao thái cổ. Bùng! Hỗn độn rung động, hư không trạng nứt, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, làm người ta hít thở không thông. Ngay sau đó, dưới đôi mắt trung động vô song của vô số người, quy lực một quyền của luân hội mênh mông vô cương lại trực tiếp đánh vỡ ngôi sao thái cổ kia. Mọi người sợ hãi, nhào nhào hít vào một hơi khí lạnh, có người nghĩ đến luân hội có thể đánh bại sát chiêu của tinh thần lão tổ, nhưng thật không ngờ, lại thoải mái thoải mái như thế. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn luân hồi đã xảy ra biến hóa, mọi người rõ ràng, người này, mặc dù không phải là đối thủ của tinh thần lão tổ, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tinh thần lão tổ cũng vào lúc này trong mắt hiện lên một đạo lưu quan, nộ diễm vô tận bộc phát ra, một tiên ngưng trọng ở trong mắt lóe ra. Có chút đồ vật, luân hồi, tuy rằng lão tổ không rõ ngươi vì cái gì chưa từng khai sáng thế lực của mình, nhưng là thực lực của ngươi, chiếm được lão tổ tán thành. Nói tới đây, tinh thần lão tổ thu hồi trước cao cao tại thượng tư thái, nhìn thẳng nhìn luân hồi nói giao ra cực phẩm hỗn độn linh bảo kiếm phôi lão tổ thả ngươi rời đi ngày sau ta tinh thần ma cung người gặp được ngươi luân hồi nhượng bộ lui binh những lời này ở tinh thần lão tổ xem ra đã là thập phần để mắt luân hồi ít nhất ở đáy lòng của hắn đã là tán thành luân hồi tồn tại mọi người cũng là bởi vì lời nói của tinh thần lão tổ một lần nữa tỉnh lại luân hồi tất cả mọi người biết người này hẳn là cũng là một tôn tồn tại không thua kém tinh thần lão tổ nếu không tinh thần lão tổ sẽ không thận trọng như thế lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía luân hồi đều đã xảy ra biến hóa đó là một cổ kiên kỵ và sợ hãi từ đáy lòng chỉ có dưới mười đại ma thần những ma thần đỉnh cấp kia mới có được cũng có người suy nghĩ tinh thần lão tổ đã mở miệng như vậy luân hồi ma thần có lẽ sẽ thỏa hiệp như vậy đi dù sao da mặt đã không tính là quá khó coi nhưng mà ở dưới ánh mắt chấn động khiếp sợ của vô số người luân hồi đạm mạc nhìn tinh thần lão tổ một cái trực tiếp đứng ngạo nghễ nhô lên không trung lạnh lùng mở miệng ngươi tính là cái gì cũng xứng tán thành bản tôn luân hồi kiêu ngạo biết bao là hỗn độn bên trong bây giờ duy nhất một cái hỗn nguyên chí tôn những người khác bao gồm bàn cổ lúc này có lẽ đều chỉ ở nửa bước chí tôn giai đoạn huống chi lấy luân hồi ngạo khí thập phần tự phụ cho dù là cùng cấp bậc hắn chống lại luân hồi cũng là tiện tay nghiện ép sự tình mà thôi. Hắn luân hồi, tự nhiên có tư cách nói như thế. Nhưng là hắn mở miệng như thế, người khác lại không biết tu vi của hắn, cho nên lời vừa nói ra, vô số người đều cảm thấy luân hồi đạo tôn là điên rồi, cũng dám như thế không cho một vị cung cấp bậc cường giả mặt mũi. Mà lúc này tinh thần ma thần, sắc mặt đã sớm chìm vào bụi đất. Thứ 008 chương muốn giết bản tôn, người si nói mộng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngươi thật to gan, vậy mà vũ nhục bản tôn như thế, chẳng lẽ, ngươi thật cho rằng hỗn độn này, không người có năng lực gì ngươi. Tinh thần lão tổ vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt, tràn đầy tử ý, tự hồ tại sau một khắc, hắn sẽ xuất thủ lấy mạng luân hồi. Mà luân hồi nghe được tinh thần lão tổ kêu gào, không khỏi lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt, nhàn nhạt cười. Đúng hay không, thử xem không phải sẽ biết sao. Nói xong điểm này, Luân hồi lập tức thu liễm ý cười, chân đạp trường không, trực tiếp đuổi phá hết thảy phong tỏa, khí thế vắt ngang bốn không, lấy một cái vô thượng đại lực đạo, một kích lôi minh chi quyền, hướng về phía ngôi sao oanh sát mà đến, chỗ đi qua, hết thảy đều là nghiền nát. Cự quyền mang ra vô lượng thanh thế, làm khung trời vỡ nát, núi sông bắt đầu khởi động, bác phương lắc lư không thôi. Vô số người biến sắc, Luân hồi đạo tôn, đây là chuẩn bị vung tay không chút nể mặt tinh thần lão tổ hơn nữa vừa ra tay thành thế liền to lớn như thế đây là muốn tới thật a à? trong đôi mắt tinh thần lão tổ hiện lên một tia ngưng trọng càng nhiều là thẹn quá hóa giận cùng với sát ý ngập trời không thể che giấu đối với luân hồi làm càng cho mặt không biết xấu hổ vậy thì tiêu vong đi một tia sát ý nồng đậm lóe ra trong đôi mắt luân hồi sau một khắc khí thế luân hồi hoành xuất, khí diễm vô tận bộc phát ra đạp không mà đến quyền thế vang vọng hỗn độn cùng luân hồi tới một cái va chạm chân thật nhất song quyền gặp nhau ở trong hỗn độn trong nháy mắt đánh ra từng đạo hỗn độn bão tát thổi quét ra ở bên cạnh hai người một loạt hư không trực tiếp nổ tung ra từng mảnh vỡ đại giới cổ xưa diễn sinh ra lại vỡ vụn giống như trong nháy mắt vừa rồi đã trải qua một hồi thọ nguyên khí thế khủng bố vô biên vô tận bộc phát trong hỗn độn Thanh truyền mấy trăm vạn km, thành thế mênh mông cuồng cuồng, thiên cổ hiếm thấy. Đông đảo ma thần cố nén kinh hãi và rung động, sợ hãi nhìn về phía trước. Song quyền gặp nhau, luôn luôn có một người muốn phân ra thắng bại, cũng không phải là không biết ở trong lần so đấu này ai sẽ chiếm cứ thượng phong a. À. Đương nhiên, ở trong lòng mọi người vẫn là càng thêm xem trọng tinh thần lão tổ, dù sao cũng là thành danh bao nhiêu tồn tại, một thân thực lực là cỡ nào khủng bố tự nhiên được mọi người xem trọng. Nhưng mà, sau một khắc, thần sắc của bọn họ lại xuất hiện một trận rung động vô hạn. Chỉ thấy dưới ánh mắt chấn động của vô số người, một thân ảnh dùng tốc độ vài khối phá vỡ hỗn độn, mang theo từng trận âm bạo, bay về phương xa, loáng thoáng trong lúc đó, tự hồ còn có một ngụm tinh huyết phun ra. Là tinh thần lão tổ. Vô số người mở rộng tầm mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, tinh thần lão tổ được bọn họ hết sức coi trọng, lại ở một cái gặp nhau dưới liền chịu thiệt thòi lớn luân hồi đứng ngạo nghễ từng hàng khí thế khủng bố không ngừng bộc phát khiến người ta run rẩy không thôi tinh thần lão tổ thân hình chật vật ở ngoài ức vạn dặm thật vất vả ổn định chính mình đánh thân hình vẻ mặt chấn động nhìn phía trước luân hồi bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới luân hồi lại cường thế đến kinh khủng như vậy trình độ trong đôi mắt của hắn ngoại trừ vô hạn rung động ở ngoài có là thâm trầm như nước đồng dạng sát ý, tràn ngập nửa bầu trời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, luân hồi thực lực, vậy mà khủng bố như thế. Một tia kiên kỵ nồng đậm xuất hiện ở khóe miền, tinh thần lão tổ trong đôi mắt, tất cả đều là vô tận u quan, sau một khắc, hạt châu cực lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, vô cùng vô tận uy thế ngang trời mà ra, trùng kích tâm thần mọi người. Là cực phẩm hỗn động linh bảo hỗn động tinh thần châu. Tinh thần lão tổ bàn sinh chí bảo cũng là hắn ở trong hỗn độn thành danh chí bảo có người trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ cùng tham lam trong nháy mắt liền nhận ra uy lực của chí bảo này vô số người trong lòng âm thầm chờ mong cực phẩm hỗn độn linh bảo đều xuất hiện tinh thần lão tổ lúc này đây sợ là muốn nghiêm túc lên luân hồi ngươi có tư cách bước ra thực lực chân thật của lão tổ ngươi rất mạnh nhưng con đường của ngươi cũng như vậy dừng lại chết cho lão tổ Tinh thần ma thần nói lời này, khí thế vô tận bộc phát ra, sông ngang, đánh sâu vào khí diễm hỗn độn. Sau một khắc, hỗn độn tinh thần châu tại hư không thoáng hiện ra vô số uy thế, hấp thu đến từ hỗn độn khí tức, sau đó, vô tận khí thế trực tiếp bộc phát ra, trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một viên to lớn ngôi sao, mang theo vô thường khủng bố uy thế, hướng về luân hồi trấn áp mà đến. Thanh thế khủng bố, làm người ta đột nhiên biến sắc, khí tức vô biên vô tận trùng kích trời cao chỗ đi qua đánh ra một mảnh khu vực hắc ám tinh thần chi vẫn luân hồi triệt để trấn áp lão tổ đi khí diễm khủng bố của tinh thần lão tổ bộc phát kèm theo đó là một kích cường thế uy lực vô cùng của hắn nhìn tinh thần lão tổ động thật trong mắt vô số người đều không tự chủ được hiện lên một tia rung động nồng đầm không hổ là tồn tại cao cấp nhất trong hỗn độn phần thực lực này không thẹn là danh xưng ma thần đỉnh cấp mà lúc này, Luân Hồi nhìn ngôi sao khổng lồ ngang trời mà đến, trong đôi mắt không có chút động dung nào, có là vô tận lạnh nhạt thoải mái cùng với một tia thoải mái. Chỉ bằng ngươi, muốn giết bản tôn, người si nói mộng. Thanh âm lạnh nhạt của Luân Hồi xuất hiện, không mang theo chút tình cảm nào. Sau một khắc, một đạo khí diễm vô tận diễn sinh trong hư không, sau đó, dưới chân Luân Hồi, một đóa hoa sen khổng lồ mang theo chút màu tím nhưng lại tản ra khí tức luân hồi vô cùng trực tiếp nổ tung, sau đó đem luân hồi bao vây đi vào, nên đóng một kích cường thế của hỗn động tinh thần châu.